Bana ne Dön bazan ye cümle de be yavaş a ya toba la çatı lo Diba jiya mi jaa xiyan ge wa pen zon tso bar jaa rang ye sim ni yong so diya di ni san ge ten ba yin ka ma ra ri mar me da yu ma si ba cho bo da me lam lo da din da bu du je cho nam de dar da so nam de ye tham ye sik ba ye kon ba tham yun ge da du de ka da na da chi we la do be si be so le wa ne wa yo Penzo yele chewa dhimbe go Tayyan dhwa rewa kongwe so Male sheja Shishin shisikbe to Shagya zo te la kucha Tse Wa sangye cho da soge cho nam la Shangjo bado da ne kyap so che Da ye jin so ke we cho nam ye An dho la penje sangye dhwa sho Sangye cho da soge cho nam la Shangjo bado da ne kyap so che Da ye jin so ke we cho nam ye An dho la penje sangye dhwa sho Sangye cho da soge cho nam la Shangjo bado da ne kyap so che Da ye jin so ke we cho nam ye Rho la penche sanje dhruvar sho Simche tamche devata Deve gyudan denbar gyoje Simche tamche dungye da dungye ki gyuda devar gyoje Simche tamche dungye mebe devata men devar gyoje Simche tamche nyeri chada nyedan devata nyumla nevar gyoje Okay. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện về chúng ta sẽ giảng về cúng dường. Tuần trước chúng ta đã nói chuyện về lễ lạy, bây giờ giảng về lễ lạy. The great master Và Tsongkhapa cái bậc thầy vĩ đại Ngài Tổ Sô Kha Pa the precious bậc thầy salacious, the kind bậc of thầy human birth. thầy nói rằng là cái có được cái thân mình, cái sinh mạng chân quý với cả tám cái điều nhàn mãn và 10 điều hoàn thiện là 18, là cái có được cái thân người chân quý này thì không chỉ là một cái không 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 chỉ là cái việc mà có một cái thân người là quý quý báu, mà là còn có mang một cái điều như ý ở trong đấy. Đấy là Tổ Sô Kha Pa nói rằng là chỉ có thể tìm được thấy một lần trong đời. Tại sao mà ngài nói như vậy? Tại sao ngài nói rằng là cái
cái thân người mà khó nên được chỉ có tìm được một lần thôi, bởi vì rằng là làm sao mà chúng ta biết được là ở trong tương lai bao giờ ta mới có được cái thân người như vậy nữa. Từ vô thủy thời gian đến giờ thì đa phần thì chúng ta thường bị sinh vào ba cái cõi thấp. Ba cõi thấp thường là cái nơi ở cố định của ta. Và so với giữa ba cái con đường sinh vào cõi thấp, thì chúng ta thường sinh vào ba cõi thấp chứ không được sinh vào những cái cõi cao. Chính vì thế mà người ta nói là cái thân người có được hiếm có khó được này ta tìm thấy được có một lần mà thôi. Nếu mà chúng ta chiêm ngưỡng cái ruộng phước điền thì chúng ta đã nói về cái ba cái cách để chúng ta tìm được cái hoan hỷ để khi mà chúng ta sinh được cái lòng kính ngưỡng đối với cả ruộng phước điền. Bởi vì chúng ta đã có được cái thân người rất là hiếm có khó được này. Và đầu tiên là chúng ta xin được cái hoan hỷ là chư vị ở ruộng phước điền cũng cảm thấy rất là hoan hỷ vì ta có được cái thân người khó được, hiếm có khó được này. Mà không chỉ chúng ta có cái thân người khó được này mà có được cái thân người mà là cái thân người vô cùng trân quý. Nó còn trân quý, nó còn như ý hơn cả cái viên ngọc như ý. Các bạn đều biết được cái viên ngọc như ý đúng không? Viên ngọc như ý có thể cho ta, có thể cho chúng ta có thể viên mãn mọi những cái ước nguyện của mình. Viên mãn tất cả những điều chúng ta mong nguyện. Nhưng mà và cái viên ngọc như ý đấy thì nó vô cùng trân quý, nhưng mà so với việc có được cái thân người quý báu này, cái nhất là cái thân người trân quý mà ta có được thì thậm chí cái viên ngọc như ý cũng không thể sánh bằng. Bất kể cái giá trị hay sự trân quý của viên ngọc như ý đấy như thế nào, thì nó chỉ nó viên mãn những cái điều mà chúng ta ước nguyện. Nhưng mà hãy nghĩ về cái thân người chân quý mà ta có được, ta có thể viên mãn bất cứ điều gì, thì đạt được bất cứ điều gì, mọi việc đều là có thể. Ví dụ như là nhờ có cái thân người khó được này thì ta có thể nhận được những cái giới như việc giải thoát giới, chúng ta có thể nhận được Bồ Tát giới, và ta có thể trở thành thì chúng ta có thể chính ta có thể trở thành một vị Bồ Đề Tát Đoạt, các vị Bồ Tát nhờ vào cái việc có được cái sinh ra và có được cái thân người hiếm có khó được này. Do đó cái thân người khó được này cực kỳ khó kiếm. Ví dụ người ta nói rằng là cái thân người khó được này ấy, nó quý, nó hiếm có như là một cái ánh sao giữa ban ngày vậy. Chính vì thế mà nó thật là khó mà có được, khó mà nguyện được.
Và cái thân người và cái sinh ra làm người khó. Và chúng ta cần phải hiểu được là cái sự khó khăn và sự hiếm có để nhận được cái thân người khó hiếm có được, và cái giá trị để chúng ta có thể nhận được cái giá trị chân quý của nó. Và bằng việc hiểu được là nó khó có như thế nào, khó để nhận được như thế nào và giá trị ra sao. Vì thế ta không thể nào mà hoang phí nó được. Hiểu được cái sự hiếm có, hiểu được cái giá trị cao quý của nó. Cho nên ta phải tận dụng, chúng ta phải tận dụng sự chân quý của cái thân người này cả lẫn đêm lẫn ngày, mà đừng hoang phí, đừng bỏ lỡ. Và bây giờ có cái câu hỏi đặt ra. Nếu như mà chúng ta thực sự muốn, chúng ta muốn 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 tận dụng được cái tinh hoa của cái thân người khó được này, thì làm sao chúng ta tận dụng được cái tinh hoa này? Cách nào để chúng ta tận dụng cái tinh hoa này? Thì một trong những cái cách rất là mạnh mẽ, thí dụ đấy là khi được, thí dụ như chúng ta tư duy là mình đã có được cái thân người khó hiếm có này, khó được, mà tôi đã nhận được cái thân người tuyệt vời như thế này, thì tôi không, dứt khoát mình không được hoang phí nó. Thế nhưng mà làm sao để ta có thể trưởng dưỡng được cái tư duy vậy? Cái tư duy ta không thể hoang phí nó, để có thể tư duy nó, để sử dụng nó một cách có giá trị nhất, một cách xây dựng, một cách hiệu quả, một cách theo cái hướng thiện. Cần phải có một cái gì đấy mà động viên chúng ta, đúng không? Chúng ta cần một cái động cơ để động cơ động viên mình. Thì cái điều kiện nào, cái nhân duyên nào để có thể đưa ra được cái để có được cái động cơ đấy, để chúng ta khởi sinh được cái tâm mà sử dụng được cái sự tinh hoa của thân người, của thân người này. Thế thì những yếu tố, những yếu tố nào động viên ta được? Thì điều quan trọng nhất để hiểu ta, để ta phải hiểu rằng là đôi khi tất cả chúng ta đều thực hành bằng cách này hay là cách khác. Cho nên là đừng có, không cần phải tranh luận, đúng không? Và là có phải hành hay không. Nhưng mà có thể thực hiện một cách bền vững từ đầu chí cuối, đảm bảo rằng tất cả các việc thực hành pháp của chúng ta đều suôn sẻ, đều trọn vẹn, như nước trong một dòng sông đang chảy vậy. Thì làm sao chúng ta đảm bảo được điều đó? Đảm bảo rằng là cái việc thực hành của chúng ta đưa đến trọn vẹn, đưa đến hoàn thiện, đưa đến một kết quả. Thì đôi khi chúng ta không hề biết được, chúng ta không biết được những cái điểm quan trọng này. Thì cho dù chúng ta thực hành rất là, đôi khi chúng ta thực hành rất là nhiều, thế nhưng mà chúng ta lại quên đi những cái điểm quan trọng. Do đó, trong việc thành của chúng ta không đem được cái kết quả như ý. Cho nên đầu tiên ta phải tưởng trừ giữa là mình cần phải trưởng dưỡng. Đầu tiên tôi phải tri ân, tôi phải nhận ra cái giá trị của thân người. Và làm thế nào để tôi có thể tri ân? Làm sao tôi có thể trưởng dưỡng được cái lòng tri ân đối với cái việc có được cái thân người này? Cái điều gì là cái điều mà cái yếu tố nào là cái yếu tố động cơ chủ yếu nhất? Đấy là ví dụ như là chúng ta đều đã biết được về ba cõi thấp, đúng không?
Thí dụ như là tôi nghĩ rằng là nếu như chúng ta chỉ có thể thiền định, ví dụ như là chúng ta thiền định về cái nỗi đau khổ của địa ngục, thì điều này rất là tốt đúng không? Nếu như chúng ta lại tiếp tục thiền định về sự đau khổ của ngạ quỷ, để bởi vì chúng ta có thể kết nối, chúng ta có thể suy nghĩ, chúng ta thể có một liên hệ đối với cái sự đau khổ của họ, cho nên nó có thể giúp đỡ ta ở một cách nào đấy. Nhưng mà điều quan trọng, điều sâu sắc nhất đấy là chúng ta phải nghĩ rằng chúng ta cần phải chuyển hóa. Chúng ta phải chuyển hóa, không phải là chúng ta nghĩ rằng là ta là một cái người bên ngoài và đang nhìn những cái đối tượng đấy. Ví dụ như là thí dụ như chúng ta là một người khán giả và xem một cái bộ phim, bộ tài liệu về thế giới động vật chẳng hạn. Thì chúng ta nhìn thấy, tức là các động vật này chúng giết hại lẫn nhau. Thì chúng ta đôi khi chúng ta nhìn thấy cái việc đấy. Xin lỗi mọi người là mất sóng, thì chúng ta thầy đang nói rằng là khi mà chúng ta nhìn thấy những cái người mà đau khổ đấy, thì đôi khi chúng ta cũng cảm thấy một cái sự từ bi thương xót đối với họ. Do đó chúng ta thầy tiếp tục nói, do đó chúng ta cho nên chúng ta có thể phát triển dưỡng được cái lòng từ bi đối với cả động vật. Nhưng mà nếu như chúng ta quán tưởng, nhưng mà tôi trưởng dưỡng như động vật, nhưng nếu như chúng ta quán tưởng mình là cái động vật yếu nhỏ yếu kia, động vật mà bị những cái động vật lớn nó ăn thịt đó. Bây giờ ví dụ như chúng ta nhìn chơi chúng ta nhìn thấy một người đang đau khổ, thì chúng ta đôi khi cảm thấy bàng quang. Bởi vì tại sao? Bởi vì chúng ta không có cái sự kết nối, chúng ta không cảm được cái nỗi đau khổ đấy. Ví dụ như là ở Nam Phi, ở châu Phi, ở Syria, thì chúng ta đều biết rằng là những trẻ con ở Syria đang bị chết đói, thiếu ăn. Hãy nhìn cái hình ảnh của của những đứa trẻ đấy. Như những cái đứa trẻ tội nghiệp đấy, nó sương sầu. Chúng ta muốn, thì chúng ta nhìn đứa trẻ thì chúng ta đều muốn làm điều gì đấy. Nhưng mà nếu như chúng ta quán tưởng mình chính là cái đứa trẻ nó đang chết đó, đứa trẻ đang thiếu ăn đấy, thì chúng ta cảm được cái nỗi đau đớn của cái đứa trẻ đấy. Và bằng cái cách đấy, bằng cái cách đó, nếu ví dụ như là chúng ta nhìn thấy những cái con trâu, con bò kia chuẩn bị đi vào cái lò mổ. Nếu như chúng ta nghĩ mình là cái con trâu, con bò chuẩn bị đi vào lò mổ đấy, thì chúng ta có phải là chúng ta sẽ cảm thấy hay thấy cái sự từ bi, cái sự thương xót đối với chúng không? Và do đó thì chúng ta cũng cảm thấy, chúng ta sẽ cũng 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 cảm thấy được cái sự đau đớn, và cũng cảm thấy được cái sự tri ân, là sung sướng, sự hạnh phúc của mình khi mà có tri ân vì mình có được cái thân người này. Bởi vì nếu ta là cái con vật đấy thì sao? Bằng cái cách tư duy như vậy, thì cái sự hiểu biết như vậy đấy là một cái cách đấy là cái cách để chúng ta đây cái cách giảng mà của rất là nhiều các bậc thầy của các truyền thừa khác nhau, là ta quán tưởng chính bản thân mình, không 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 theo cái thiền định là ta là người thiền định đây, và đối tượng đau đớn là cái con vật hay là chúng sinh đó trước mặt ta, mà ta quán tưởng ta chính là cái chúng sinh đang trong đau khổ đấy. Và đấy chính là cái cách chúng ta đã tạo cho mình một cái khoảng để chúng ta trưởng giữa cái lòng từ bi của mình.
So this is in a way Masajongaba says đây 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 là cái cách mà tổ Song Khapa nói để chúng ta có thể tri ân, chúng ta có thể hoan hỉ nhận được cái giá trị mà được sinh ra làm người, và chúng ta trân quý được cái thân người hiếm có khó được mà chúng ta được sinh ra như vậy. Chúng ta quý báu nó, giá trị hơn. Có một số bậc thầy nói rằng là còn hơn tất cả, hơn cả cái vũ trụ mà chứa đầy ngọc ngà châu báu. Thì cái thân người đã sinh ra hiếm có khó được này, nó còn trân quý hơn cả như vậy. Tất cả, quý hơn tất cả những cái điều gì chúng ta đang tìm kiếm, trong mong đạt được. Bằng cách như vậy, chúng ta có thể sử dụng được cái sự tinh hoa, tận dụng được cái tinh hoa của thân người. Bởi vì chúng ta được thuyết phục, đúng không? Bản thân mình cũng đã có sự trải nghiệm, và do đó chúng ta được thuyết phục, có sự kết nối. Và lúc đấy chúng ta bắt đầu có được cái động cơ để thực sự mong muốn được cái tận dụng được cái thân người này để thực hành. Sau đó thì cái việc thực hành của chúng ta nó sẽ trơn tru. Sau đó thì thí dụ như cái cuộc đời của chúng ta nó đều trôi chảy, thì cái thực hành của ta trôi chảy. Nhưng mà cái thực hành, những cái cuộc sống của chúng ta mà gặp những cái chướng ngại, gặp những khó khăn trong công việc, trong đời sống, thì cái việc thực hành của chúng ta cũng đâu có còn cũng đâu có còn liên tục nữa, đúng không? Bởi vì tại sao? Bởi vì chúng ta đã không tạo ra được cái nền móng vững chắc. Cho đó chúng ta cần phải xây dựng được và chúng ta xây dựng nó như thế nào, trưởng dựng thế nào, sâu sắc như thế nào, đấy là nó phụ thuộc vào việc chúng ta hiểu về pháp như thế nào. Cho nên là hiểu về pháp rất rất là quan trọng. Và do đó chúng ta có thể, và khi mà chúng ta có được cái động cơ đấy, thì chúng ta đã sẵn sàng để tìm cách để tận dụng được cái tinh hoa của cái thân người, cái tinh túy của thân người này. Và lúc đấy bạn thực sự muốn làm điều đó, chứ không phải là chỉ nói rằng là tôi muốn làm điều đó. Và nếu như chúng ta muốn làm điều đó, thì làm thế nào để chúng ta thực sự tận dụng được cái thân tinh hoa của thân người này? Bởi vì chúng ta cần phải có phân biệt được giữa cái việc sinh ra làm người và có thân người, với cả những thân người chân quý. Để sinh ra làm người thì chỉ cần không làm thập bất thiện, không làm cái điều thập những cái điều gì trong thập bất thiện, thì điều này đảm bảo cho ta có được thân người. Nhưng mà để có được cái thân người chân quý thì không chỉ là không làm những cái hành động, 10 hành động bất thiện, mà hơn nữa, mà thêm vào nữa, ta còn phải, chúng ta cần phải giữ Bồ Tát giới. Chúng ta cần phải giữ cái giới. Giữ giới, chúng ta thực hành lục độ ba la mật. Và thêm vào nữa, thì cái lời hồi hướng của chúng ta phải bất tịnh khỏi tất cả khỏi tất cả những thì tất cả những điều nhiễm ô, ví dụ như là xin hồi hướng, con xin hồi hướng tất cả cái công đức này cho những cái thành quả trong cái cuộc đời này thôi, mà ta phải hồi hướng nó về đến giải thoát giác ngộ. Bằng cách như thế thì ta có thể có được cái thân người chân quý.
À, thầy đang nói là thầy có vẻ là đi sâu sâu xa xa ra khỏi cái chủ đề này quá hay không? Thì và bằng cái cách như thế thì chúng ta sẽ tận dụng được cái tinh hoa, chân thật, tinh hoa chân quý nhất của cái việc làm người, của cái kiếp sống làm người này. Thì chúng ta có ba cái sự rèn luyện. Ví dụ chúng ta đầu tiên rèn luyện ở một cái ở những cái người ở ba cái dạng người là những người mà với cả cái gọi là những gọi là tâm người gọi là hàng hàng hạ căn, ví dụ hạ, ví dụ như là hàng, ví dụ như là ví dụ như là mình nghĩ rằng là thí dụ như là con chỉ muốn hồi hướng cái điều này, con chỉ mong muốn được cái tự do, cái sự giải thoát cho một mình thôi, thoát khỏi cái sự đau khổ. Thầy thầy nói nhầm, thầy xin lỗi, thầy nói nhầm rằng là cái mục tiêu, cái điều mà thầy mà cái người ở cái hàng hạ hạ tiện ấy, hàng hàng hạ căn ấy, người ta ước mong ấy là chỉ cần là không muốn sinh ra vào ba cõi thấp. Thế còn hàng trung căn thì người ta muốn rằng là không chỉ như thế, không phải sinh vào, không chỉ không phải sinh vào ba cõi thấp. Mà muốn sinh vào ba cõi, thí dụ như là vô sắc, sắc giới, tức là sinh vào. Lúc đấy thì người ta đã hiểu được rằng là cái sự cái việc mà chỉ là không sinh vào ba cõi thấp, nó không có cái sự đảm bảo về lâu dài, mong muốn một cái gì lâu dài hơn. Vì thế cho nên người ta muốn là thoát khỏi cái sự giải thoát để sinh được vào cái cõi, ví dụ như là vô sắc, cõi trời vô sắc hay cõi trời sắc giới. Nhưng mà thì đúng rồi, vào vào cái cõi đấy thì chúng ta rất là an lạc, mà không có và không có bất cứ một cái gì phiền não, bởi vì là chỉ có mình ta thôi, không có ai làm ta phiền não cả. Thế nhưng mà cái người của hàng hàng đại căn thì người ta còn vượt trên cái điều đấy. Và người ta nhận thấy rằng là tất cả những cái chúng sinh hữu tình đều đã từng làm cha làm mẹ của ta, cho nên là ta phải quan tâm đến họ, ta phải giúp đỡ đỡ họ, bởi vì khi là cha là mẹ của ta, họ đã từng vô cùng tốt với ta. Thế thì đáng xấu hổ làm sao nếu như ta lại bỏ cha mẹ của mình. Cho nên ta phải làm cái điều gì đó cho họ, cho những chúng sinh khác. Bởi vì họ đang mù lòa, mù quáng bởi vô minh. Cho nên ta phải giúp họ, giúp họ để xóa bỏ đi cái sự đau khổ, đi về cái con đường đó đúng, đi về giải thoát giác ngộ. Cho nên để làm họ đi, để làm giúp họ thì không chỉ là ta phải làm điều đấy, mà chính ta phải giải thoát giác ngộ thì ta mới dắt họ được họ về. Cho nên chính vì thế ta phải đi tìm và tìm kiếm được sự giải thoát giác ngộ. Đấy chính là cái tư duy của cái người ở hàng thượng căn. Do đó thì có cái dòng luyện tâm của hàng hạ căn, trung căn và đại căn. Nếu như chúng ta luyện tâm mình trên ba cái con đường đấy, chính là chúng ta đã tận dụng được cái tinh túy của cái thân người khó được này. Và thực ra mà nói thì cái việc này chúng ta có thể rất nhiều, nhưng mà để kết luận đây thì tôi có thể kết luận lại là chỉ có chúng ta có thể ba
chúng ta có thể chúng ta có thể là có ba cái tinh túy của việc rèn luyện. Thứ nhất là tâm xả ly, đấy là cái mục đích tu của hàng hạ căn, bồ đề tâm và trí tuệ. Và bằng ba cái cách đấy thì chúng ta, nếu như mà chúng ta phải chúng ta phải hiểu rõ, chúng ta phải hiểu rõ ba cái cách đấy. Thí dụ như là nếu như chúng ta không đi theo thứ lớp mà chúng ta chỉ muốn đi cái con đường cao nhất, thì mình cũng giống như chúng ta chưa biết bơi mà chúng ta nhảy vào nước vậy. Cho nên là chúng ta cần phải ba cái điều này là ba điều rất quan trọng mà chúng ta phải ghi nhận. Cho dù nếu như chúng ta không nắm được ba cái điều này, thì cho dù bạn có thực hành cái tối thượng du già, bạn cũng không đạt được cái kết quả gì cả. Làm sao để chúng ta trưởng dưỡng được cái tâm xả ly, tâm bồ đề và trí tuệ? Có thể là tôi sẽ giải thích một cách kỹ càng hơn thế nào là cái tinh túy, cái cốt lõi của cái cốt tủy của tâm xả ly, tâm bồ đề và trí tuệ. Và nếu bây giờ mà tôi mà giải thích thì tôi sợ rằng là tôi sẽ chiếm hết cả thời gian cho cái việc giảng về cái việc cúng dường này, cho nên là tôi sẽ giảng về sau. Nhưng bây giờ bạn hãy nắm lấy, chúng ta phải nhớ rằng là ba cái điểm tinh túy, ba cái điểm chủ yếu của con đường tu đạo, chúng ta cần phải trưởng dưỡng. Và chúng ta cần phải có sự trải nghiệm với ba cái này. Để trưởng dưỡng nó, thì chúng ta cần phải có một cái gì đấy trong bản thân chúng ta, đúng không? Đầu tiên của chúng ta, đấy chính là tịnh hóa ác nghiệp và tích lũy công đức. Đấy chính là cái khung hoạt động, cái cốt lõi, cái từng bước hoạt động của cả con đường tiểu thừa, đại thừa và kim cương thừa. Không có cái việc tịnh hóa ác nghiệp và tích lũy công đức thì chúng ta sẽ gặp chướng ngại. Bởi vì là khi mà chúng ta gặp chướng ngại là bởi vì sao? Vì là chúng ta đã có ác nghiệp. Nếu như chúng ta không có cái sự hỗ trợ của, và chúng ta cần phải có cái sự hỗ trợ mạnh mẽ của việc tịnh hóa và tích lũy công đức, thì những chướng ngại này nó sẽ được dẹp bớt đi. Và không chỉ vậy, khi mà chúng ta nói bảy chi thực hành, bảy chi cúng dường, khi mà ví dụ như các vị Bồ Tát, khi các vị Bồ Tát đến thăm viếng đến các cõi cực lạc của các chư chư của các chư 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 Phật, thì cái việc gì, cái cúng dường, cái việc mà các vị Bồ Tát cúng dường lên chư Phật là gì? Đấy là cúng dường, bảy chi cúng dường mà tôi đã giải thích về. Trong bảy chi cúng dường, tôi đã giải thích về việc lễ lạy, tôi đã giải thích lần trước. Trong cái việc lễ lạy thì tôi quên mất một điều vừa nói là thì chúng ta có thể lễ lạy 3 lần hay 10 lần thì không có chúng ta không có giới hạn. Thí dụ như là ở trong cái pháp pháp tu khởi đầu, pháp tu hôn rô, thì chúng ta có là 100.000 lễ lạy, đúng không? Thì không có nghĩa rằng là chúng bạn thực hành xong 100.000 lễ lạy thì bạn ngừng lại, mà có nghĩa là chúng ta không hề có giới hạn. Hãy làm thêm nữa đi nếu khi chúng ta hoàn thành rồi. Và sau đó chúng ta phải trước khi đấy thì chúng ta khi mà lễ lạy thì chúng ta sẽ đọc ở Namo Manjushri, Namo Shushri, Namo Shushie, Namo Uttamashie. Chúng ta sẽ đọc ba cái câu này. Namo Manjushie, Namo Shushie, Namo Uttamashie.
Thì ba cái câu này chúng ta cũng sẽ đọc 100.000 lần khi mà chúng ta lễ lại 100.000 lượt. Đây là cái điều mà tôi quên mất lần trước. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về cúng dường. Và cái nhánh thứ hai trong bảy nhánh cúng dường, đấy là cúng dường. Bảy 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 nhánh cầu nguyện. Con xin lỗi, bảy nhánh cầu nguyện, bảy chi cầu nguyện. Đấy là cúng dường. Khi mà chúng ta cúng dường thì thông thường khi mà cúng dường thì chúng ta hay trộn lẫn tất cả mọi thứ với nhau, nhưng cái điều đấy không quan trọng. Nhưng mà không nên. Ở trong trên cái con đường của hiển thừa hay là kinh thừa, hay là thì có hai cái dạng cúng dường. Thứ nhất là cúng dường tối thượng và cúng dường. Và cái cúng dường thứ hai là cúng dường. Chúng ta cúng dường tối thượng và cúng dường chuyển hóa. Khi mà cúng dường chúng ta kể là cúng dường cao, ví dụ như chúng ta cúng dường tám phẩm vật cúng dường như là hoa hương, hoa cúng dường tối thượng và cúng bởi cúng dường siêu việt. Và thí dụ như cúng dường cao, thí dụ như chúng ta cúng dường những cái phẩm vật, thí dụ như là chúng ta cúng dường hương hoa tịnh thủy, tất cả những cái thấy, thì chúng ta có thể quán tưởng là chúng ta có thể quán tưởng rằng là tất cả những cái phẩm vật cúng dường đấy thì nó nhiều như ra tuôn chảy như là sông và cao như núi Tu Di vậy. Đấy là cúng dường cao cấp. Chúng ta gọi là water bowl. Sometimes you know people offer the water bowl every day, right? And sometimes people offer tức là cúng dường quảng đại đấy. Thí dụ như cái người mà cúng dường thì chúng ta cúng dường hàng ngày, thì chúng dường quảng đại thì chúng ta đấy là cái cách cúng dường, tức là ngày nào thí dụ như cúng hàng ngày. Thí dụ như chúng ta cúng dường bảy cái chén cúng dường chẳng hạn. Thí dụ như trong trong những cái ngày những ngày mà tích lũy công đức, thí dụ như ngày mùng 8, ngày 15, ngày 14 chẳng hạn, ngày 28, thì là những cái ngày mà tích lũy công đức, những người ngày mà cát tường, thì chúng ta sẽ cúng dường cái con số, thí dụ như là 100 cái ngọn đèn, 1.000 ngọn đèn, thì đấy là cũng gọi là cúng dường quảng đại. Tức là hoặc là chúng ta sẽ cúng hàng ngày, hoặc là chúng ta sẽ chọn những cái ngày tội cái cát tường mà chúng ta cúng thật nhiều theo con số nào đấy. Và có những người thì cúng dường những cái thứ mà rất là tốn kém, ví dụ như là chúng ta cúng dường những cái ngọn đèn mà cái đèn bằng cái đèn bơ, như đèn bơ, nhưng mà cái cây đèn bơ nó cúng cả 100 đô chẳng, ví dụ thế. Nếu như bởi vì là nó quý báu chẳng hạn, nó tốn kém chẳng 100 đô, thì cái đấy cũng gọi là cúng dường quảng đại. Thì như trong còn về phía hành động, trong hành vi, ví dụ như là ví dụ như chính chủ chúng ta hỏi ai đấy là có người có thể cúng dường, có cúng dường hộ tôi được không? Nếu như chúng ta làm bằng chính bản thân,
Thí dụ như chính bản thân chúng ta cùng thực hành cái việc đấy, thì cái việc đấy cũng là quảng đại hơn là chúng ta nhờ một người khác làm. Chúng ta tự thân mình tự hành động làm. Đấy đấy là liên quan đến hành vi. Và vậy còn liên quan đến mặt động cơ. Nếu như thì thí dụ như là chúng ta chỉ có một ngọn đèn thôi, nhưng mà ngọn đèn này chúng ta cúng dường tất cả các chư Phật, và không chỉ cúng dường cho bản thân mình mà vì lợi lạc của tất cả chúng hữu tình, thì cũng gọi là cúng dường quảng đại, bởi vì cái động cơ nó rất là quảng đại. Và cái cách thứ ba tiếp tục nữa đấy là cúng dường thiện xạ. Là tại sao? Tức là ta chả phải làm gì cả. Nghĩa là chúng ta không cần thiết phải làm. Chúng ta không nhất thiết phải có một cái vật chất cơ cụ thể nào, mà bằng tâm trí của mình chúng ta quán tưởng. Đấy chính là cái quán đấy chính là quán tưởng những cái phẩm vật để cúng dường. Đấy là một cái cúng dường thiện xảo. Thí dụ như có ai đấy có còn, hoặc là chúng ta nhìn thấy một cái đối phương nào đấy đang cúng dường, mà chúng ta có thể khởi được cái tâm hoan hỷ về cúng dường của họ, vì chúng ta hoan hỷ về cái phẩm vật đánh. Thì bởi nếu chúng ta phát được một cái tâm hoan hỷ, chân quý, chân thành, thì cái người đấy cúng dường bao nhiêu ta được chừng đó. Cái công đức của chúng ta cũng thu được như vậy. Đấy chính cái công đức của chúng ta được chính là đấy là chính là cái công đức chúng ta có được nhờ việc hoan hỷ các thiện hạnh của người khác làm. Đấy là thiện xảo đấy. Và và thí dụ như bình thường chúng ta có 7 cái chén cúng dường, chúng ta để 7 chén cúng dường. Thì trên cái bàn của chúng ta sẽ thì trên bàn của chúng ta bày rất nhiều cái phẩm vật cúng dường. Thí dụ như là 8 cái chén nước. Thí dụ như một số cái phẩm vật khác, thí dụ như có thể bảy cái vật bằng gạo, tám cái tướng cát tường, và tất cả cái bàn đấy thì đầy, đúng không? Bàn cúng dường đầy những cái phẩm vật cúng. Và từ phía ta thì trước mặt ta là ruộng phước điền. Thì từ tâm ta, tựa từ luôn xa tim ta, thì chúng ta phóng ra vô tận các chư thiên nữ. Các chư thiên nữ này, một số thì cầm tay hoa, cầm hoa, một số cầm nhang, hương nhang, một số cầm đèn, một số rước, rước cái lọng, cầm lọng, cầm rước, một số cầm quần, cầm áo. Tất cả các vị chư thiên nữ này đều lên và cúng dường lên ruộng phước điền. Và nếu ta có thể làm điều đấy, và thí dụ như chúng ta trước mặt chúng ta là ruộng phước điền, chúng ta phải hiểu là có một số chư Phật, không các cái chư Phật không chứ không phải chư Phật nào cũng có dưới hình tướng của các vị tăng. Thí dụ như là có một số vị thì vẫn đeo cái đồ trang sức. Thí dụ như là đeo
Thí dụ các vị đấy là hóa thân Phật, thì chư vị đấy vẫn có thể là đeo vương miện này, đeo vương miện này, đeo trang sức này, vòng đeo tay này. Còn một số vị pháp vật giác ngộ đấy thì đứng ở dưới các hình tướng của các chư tăng. Và khi các chư thiên nữ khi chúng ta phóng phóng các vị ra từ từ luân xa tim của chúng ta lên cúng dường, thì các chư thiên nữ đấy không thể nào mà cầm hoa để trùm lên đầu Phật được. Cho nên là chúng ta quán tưởng rằng là thí dụ như trước mặt chúng ta là mẹ Tara. Ở giữa là mẹ lục độ Phật mẫu, xung quanh là 21 vị Tara và tất cả các chư Phật và chư Bồ Tát ở mười phương. Và chúng ta quán tưởng từ luân xa tim của mình vô vàn vô tận chư thiên nữ. Và chúng ta đừng có quán tưởng cái ruộng phước điền nó bé xíu, cái ngôi nhà người ta bé như thế nào thì phước điền cũng bé xíu vậy, đừng có nghĩ vậy ha. Mà phải nhớ rằng là ruộng phước điền nó rộng bao la. Và chúng ta hãy quán tưởng là cái chư thiên nữ. Thì đối với cả các chư Phật mà ở hóa thân, tướng hóa thân, tức là các chư vị mà vẫn còn đeo trang sức hay là đeo vương miện, thì các chư thiên nữ này sẽ đeo hoa lên vương miện, đeo hoa lên cổ ngài. Và cô cũng thí dụ như là còn cúng dường, thí dụ như là đối với cả các vị mà ví dụ đối các vị mà các vị mà chư Phật mà ở dưới hình tướng của chư tăng, thì khi mà cúng dường quần áo thì chúng ta cúng dường quần áo chư tăng, quán tưởng là quần áo chư tăng. Thế còn cúng dường các vị mà ở ở cái thân tướng của báo thân, thì hãy cúng dường những cái phẩm vật thiên y, tức là quần áo là thiên y, quần áo là của tơ trời, dệt bằng tơ trời. Thì chúng ta thường ở bình thường trong các tantra bình thường chúng ta hay nói là hai cái loại nước thôi, như agam là nước uống này, xong rồi nước uống để nước padam, agam là nước uống, padam là nước để rửa chân, hai loại nước đúng không chúng ta? Om agam, om padam, mọi người nhớ giá nhớ cái dạ đấy, om agam, om padam. Thì đây là thì lúc đấy thế còn trong của các cái trong còn trong ở những cái tantra tối thượng thì thứ hai cái nước thứ hai là cái nước mà chúng ta xúc miệng, nước thứ thứ ba chúng ta cúng dường là nước xúc miệng, và thứ ba thứ tư là cái nước mà chúng ta vẩy. Thế thì cái ý nghĩa của thế thì cúng dường nước làm gì? Cúng dường nước thì có giá trị gì? Bởi vì cái bản chất của nước đấy là để rửa sạch. Và do đó cúng dường nước chúng ta tịnh hóa được những ác nghiệp của mình. Và nó cũng rất là mát mẻ đúng không? Rất là thư giãn. Và tâm của chúng ta về khi đấy tâm của chúng ta sẽ thấm đẫm được cái sự trưởng dưỡng, cái sự mát mẻ của Bồ Tâm Bồ Đề. Và bằng cái việc quán tưởng nước như vậy, chúng ta có được cái sự rất nhiều công đức nhờ cúng dường nước. Ví dụ như là hoa thì chúng ta có những cái 10 cái giá trị. Hoa hay hương đều có 10 cái công đức. Thí dụ như là đồ ăn hay là quần áo đều có 10 cái giá trị. Thí dụ như với cả mùi hương chẳng hạn thì có một số The more we think vast, the more merit.
Ví dụ như chúng ta càng quán tưởng được nhiều thì rõ ràng công đức chúng ta thu hoạch được nhiều hơn, đúng không? Nếu chúng ta quán tưởng ra vô lượng được chư Phật thì chúng à chư chư vị chư thiên đi cúng dường, ta lại cũng tích công đức nhiều vậy. Nếu như chúng ta quán tưởng thực tốt, chúng ta tư duy cực tốt. Là chúng ta quán tưởng một cách chi tiết thì chúng ta quán tưởng được tất cả các vị vô tận, các vị chư phiên thương nữ này đi đến cúng dường từng chư Phật. Chúng ta đầu tiên là chư vị đấy đi từ phát ra từ luân xa tim của ta phát ra và đi đến từng các cõi vị chư Phật pháp và cúng dường. Thí dụ như cúng dường hương thì họ sẽ thì chúng người ta sẽ cầm nhang và người ta sẽ cầm cái mùi hương, chúng ta chờ chúng ta sẽ người ta sẽ đi vất hương đúng không, và có thể đeo vào cổ cúng hoa, cô cúng hoa cúng dường ha thì có thể đeo vào cổ hay là để lên ngai của các chư vị đúng không. Rồi thì chúng ta có thể tự hỏi là vậy khi mà chúng ta làm như thế thì chúng ta có được những cái như những cái giá trị gì, những cái như chúng ta có thể có được những cái quả gì, cái quả tạm thời thì chúng ta biết. Thí dụ như khi cái quả tạm thời chúng ta đều nhìn thấy thì là tâm của chúng ta rất là thư giãn, tư chúng ta rất là hoan hỷ. Bởi vì là cái động cơ của chúng ta rất là tịnh thanh tịnh. Thì khi mà cái tâm của chúng ta rất thanh tịnh thì chúng ta sẽ tạo ra được cái tâm hoan hỷ. Thí dụ như là khi ví dụ như có những cái tâm bất thiện nó xảy ra, ví dụ chúng ta giận, chúng ta sân dân giận lên tại giây phút đấy, nhưng mà chúng ta sẽ được bình tĩnh ngay lập tức bởi vì nhờ vào cái tâm hoan hỷ đấy, chính là cái quả tạm thời. Thế còn cái quả trường tiêu trường viễn thì sao? Thì tôi xin nói rằng là cái quả trường viễn là cái quả vô tận. Bởi vì cái sự cúng dường là vô tận thì cái công đức cũng là vô tận. Và nếu mà cái động cơ của chúng ta thật là rộng lớn, thật là to lớn, bao dung thì cái công đức của ta cũng tương đương như vậy. Và bây giờ tôi sẽ xin đi vào cái điểm quan trọng. Ví dụ như là cái cốc nước ở trước mặt tôi đây. Ví dụ nó đầy nước. Tôi xin cúng dường lên chư Phước Điền, dụng Phước Điền. Thí dụ như là dụng phiên của tôi là vị Tara. Tara uống nước nó. Và ta sẽ quan tưởng là Tara uống nước. Tara có thể uống nước, ăn cái đồ mà chúng ta cúng. thầy thầy bảo thầy 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 nói rất nhiều ý. Thì khi mà ngài thụ hưởng nước uống hoặc đồ ăn thì ngài rất là hoan hỷ đúng không, thì lưỡi của ngài có được cái sự hoan hỷ, có cái sự 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 sự, sự lạc. Do đó, khi 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 mà có cái sự lợi lạc ở cái tâm lưỡi, lưỡi của ngài khi nếm những chư vị đấy cảm thấy ngon đúng không? Cảm thấy vừa ý đúng không? Thì cái tâm của ngài sinh ra được cái sự hoan hỷ. Thì lúc đấy, thế thì mình phải hiểu rằng là thì cái sự hỷ lạc đấy kết hợp với tánh không chính là cái sự cúng dường chân thực, cái cúng dường rốt ráo đấy của ta. Ví dụ như một ngày có một người
Somebody offered the you know, cow dung. Cow dung to Buddha. Somebody offered just cow, you know, cow dung. A dry dung. À có thì có một cái vị nào đấy cúng dường lên cái phân bò lên Đức Phật. Mình phải nhớ là phân bò bên đây rất là quý. Buddha, please don't take. This is dirty. You know, it's a cow dung. Thí dụ như có người lại nói rằng là à, chư Phật à, có một vị nói rằng là à không, đây là phân bò rất là dơ. Và thế là cái vị đấy, nhưng mà Đức Phật lại nếm cái việc đấy. Thế thì vị đấy nghĩ rằng là cái phân bò này nó rất là hôi, mà Đức Phật lại nếm. Thế nhưng mà khi mà ngài mới nếm cái phân bò đấy xong, thì có một cái mảnh phân bò nó mắc ở trong răng của ngài. Thế là ngài mới dứt cái miếng phân bò đấy ra, vứt ra ngoài và vứt cho ngài Anan. Ngài Anan nếm cái miếng phân bò đấy, và ngài Anan nói đây là cái đồ ăn mà ngon nhất ngài đã từng nếm. Cho nên mình phải hiểu một điều rằng ý ở đây là nó là gì, tức là bất kể những cái gì chúng ta cúng dường lên chư Phật, thì có thể là hương này, có thể là đồ ăn này, có thể là đồ dùng đồ mặc này, khi mà ngài thọ nhận và tự khi mà dụng phước điền thọ hưởng nó, thì ngài có được cái tâm hỷ lạc. Cái tâm hỷ lạc này hợp với không là cái lạc không này chính là cái cúng dường tinh túy, cái cúng tối thượng. Và tương lai, bởi vì ta đã tạo ra cái nhân rồi đúng không, cho nên là tương lai nếu mà chúng ta không gieo nhân thì làm gì có quả. Đây là luật nhân quả rồi đúng không, chúng ta nói về luật nhân quả rất là nhiều. Đầu tiên phải có nhân, rồi mới có quả. Nếu như chúng ta không tạo ra bất cứ cái nhân nào, thì làm gì có quả? Đấy là luật của nhân quả rồi. Làm sao mà luật nhân quả nó hoạt động được? Và bây giờ chúng ta đã tạo ra cái nhân. Và khi mà chúng ta thực hành Thara, khi mà tương lai, ta, thí dụ như ta thực hành, và thí dụ như bạn là người thực hành Thara chẳng hạn, thì bạn sẽ đạt được cái quả vị ta ra. Thí dụ như là tôi thực hành Quan Âm chẳng hạn, thì tôi sẽ đạt được cái giác ngộ trong tướng của ngài Quan Âm. Chúng là thí dụ như các bạn thực hành cái pháp tu của ngài A Di Đà, cũng sẽ đạt được cái giác ngộ với thân tướng của ngài A Di Đà. Thì bằng cái cách đấy, thì chúng ta tạo tất đầy đủ các điều nhân và duyên. Và bằng cách đấy chúng ta tạo được cái nhân hỷ lạc. Chính vì thế cái nhân hỷ lạc đấy tương lai chúng ta cũng sẽ thường, cho nên là cúng dường rất rất quan trọng. So this is briefly about the you know higher offering. Đây là tôi đã nói một cách sơ lược về cái cúng dường tối thượng. Bây giờ tôi sẽ nói về cúng dường siêu việt. Cúng dường siêu việt là sao? Tức là các chư vị. Ví dụ như các chư vị đại Bồ Tát, ví dụ như ngài Phổ Hiền. Có 8 vị đại Bồ Tát đúng không ạ? Nếu mà ta muốn có trí tuệ, thì chúng ta cầu nguyện đến ngài Văn Thù. Chúng ta có trữ dưỡng tình yêu thương, chúng ta cầu nguyện đến ngài Quan Âm. Chúng ta muốn tịnh hóa những cái ác nghiệp. Thì chúng ta kinh cương tát đoà. Chúng ta
Thí dụ như mà thế còn đấy, thế còn khi mà chúng ta muốn cho đất đai của chúng ta màu mỡ thì chúng ta cầu nguyện ngài Địa Tạng. Còn đối với cả những cái lời cúng dường và cầu nguyện thì chúng ta thực hành hạnh phổ hiền. Thí dụ nhờ vào cái định của ngài Phổ Hiền. Thì từ các vị đại Bồ Tát này thì các ngài hóa hiện ra những cái phẩm vật mà không hề tồn hữu ở trong cái cõi này của mình. Thì thí dụ như là chúng ta có cái bảo bình này, có cây như ý này, thì cái nằm ở những cái cõi khác. Thí dụ như là ở cái thí dụ như là cái ngọc như ý nó từng tồn hữu, nhưng mà ngọc tồn hữu trong đời của chúng ta đấy, thế nhưng mà nó đã từ từ nó bị hoại dần đi và bây giờ không còn nữa. Nhưng mà các cõi khác nó vẫn còn. Cho nên là các chư vị cúng dường những cái phẩm vật chân quý ở những cái cõi khác nữa. Thì đấy gọi là cúng dường siêu việt. We all are very very fortunate. Ví dụ như chúng ta nghĩ là chúng ta đều rất là may mắn. Ví dụ như chúng ta nghĩ đến pháp. Thì chúng ta thực hành ví dụ như phải là các pháp tu của ngài, các pháp tu, các thực hành những cái pháp thực hành trong Phật pháp, và chúng ta thí dụ như là và chúng ta nhận Bồ Tát Thọ, Bồ Tát Sự Tát Giới, thì đây cũng là những cái cúng dường siêu việt mà chúng ta có thể cúng dường. Thì cái cúng dường, những cái sự thực hành của mình cũng là cái việc cúng dường. Ngài Milarepa nói rằng ngài không sở hữu bất cứ một cái tài sản nào, bởi vì ngài cúng dường tất cả là ngài Marpa. Ngài nói rằng con không có gì để cúng dường lên ngài, do đó con xin thực hành. Và cái sự thực hành của chính con, đấy là phẩm vật mà con xin cúng dường lên ngài. Và cái cúng dường, cái sự thực hành của mình chính là cái cúng dường cao nhất. Và không chỉ như vậy, chúng ta thiền định về 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 lòng từ bi, đại bi, thiền định về bồ đề tâm, thiền định về sự thực hành, thì chính Đức Phật đã nói rằng là ta cũng không thể đo lường được cái công đức của một người mà thực hành. Đây chính là cái sự cúng dường không thể đo đếm được. Và trong cái mức độ ở trong cái phạm vi của việc cúng dường siêu việt, bạn có biết rằng là ngài Phổ Hiền trông như thế nào không?
Ngài Phổ Hiền cũng cầm tay, hai tay cầm ở chắp tay giữa giữa là viên ngọc Như Ý. Thì ngài 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 Phổ Hiền nói rằng có 1.000 cái bông sen, thì ta chúng ta quán tưởng là chúng ta quán tưởng là ta trong hình tướng của ngài Phổ Hiền ngồi ở cái bông hoa chính giữa, và từ cái cánh sen, từ giữa bông sen ở giữa cả 1.000 bông hoa này, thì từ 1.000 bông hoa, từ các cống sen này, và chúng ta nắm cái bông, cái tay của chúng ta ở giữa này có cái viên ngọc quý đúng không, thì giữ từ cái viên ngọc này thì ánh sáng phát ra, và xung quanh này đều là một, giữa mỗi bông hoa đều là một ngài Phổ Hiền. So again from the Buddha Samandara Bhadras, you know, jewel, holding jewel, the light rays goes out. And also thì có nhiều ánh sáng chiếu ra từ cái lòng tay, thì trong một ánh sáng, trong cái một ánh sáng đấy mang theo vô vàn phẩm vật cúng dường. Và bằng cái và cái những ánh sáng đấy, ánh sáng mang phẩm vật cúng dường đấy ngập tràn toàn cả bộ cái vũ trụ này, cả cõi này. Và từ, tức là cứ cứ như thế này này, từ ánh sáng từ tay ta, là chiếu từ tay ta, từ viên ngọc Như Ý này thì chiếu ra màn ánh sáng, trong ánh sáng mang vô vàn những cái phẩm vật cúng dường, và từ cái ánh, từ những cái phẩm vật cúng dường cũng chiếu ra vô ngàn ánh sáng, và tất cả thì ngập tràn toàn bộ vũ trụ. Và đây là cái cách cúng dường ngài Phổ Hiền, đấy là cái cách. Và nếu như mà chúng ta cùng việc cái hành trì này nữa, kết hợp với việc hành trì những cái câu chân ngôn, thì cái việc các phẩm vật cúng dường, người ta nói rằng là tất từ cõi tịnh độ thì cái hoa và phẩm vật cúng dường sẽ rơi xuống như hoa. Thầy còn nói là thầy cũng hơi lan man. Thì chư vị, các vị có cái câu hỏi gì thì có thể gõ lên trên cái màn hình này, thì ban tổ chức sẽ chuyển lại cho thầy ạ. Vậy là mình nhớ các phần cúng dường rồi đúng không ạ? Mình có hai cái cúng dường đúng không? Cúng dường Quảng Đại và cái cúng dường Siêu Việt. Nếu như không có cái câu hỏi gì, thì ngài sẽ hồi hướng và đến buổi sau. Và buổi sau sẽ là sám hối. The confession, yeah, I hope you know covered in you know, next week itself, you know, although it's a, again vast topic. It's a vast topic, vast topic. Và thực sự mà nói thì cái cúng dường sám hối cũng là, sám hối cũng là một cái chủ đề rất là rộng lớn bao la. Chambe bawe jidara kemba ta kundu sangpo tenya te she te te ta kumge je su ta loje gewa te ta tamje rabdo ngo. Tuzun shebe gewa tamje ge ngo wakha la chodo ngakwa ne ta ge gewe tsawa di gyu ken sangpo che che rabdo ngo wakwe mingme ze we te jin je re se time kembe wambo jambe ya. Kanje gewe zo gen zonga ba lo san trawe shabla so wande.